One Audio F2, tai nghe không dây đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn DJ với nhịp bass sống động, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng bảo hành 12 tháng, mã giảm giá 50k, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn nhấn vào đường link bên dưới. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ thứ 6 ngày 8 tháng 9. Trong video này, chúng ta sẽ cùng điểm qua một loạt các tin tức diễn ra trong 24 giờ qua theo giờ địa phương. Đầu tiên là Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken không chỉ mang đến cho Ukraine tin tức về sẽ không thỏa thuận với Nga, mà điều quan trọng hơn là Ngoại trưởng Mỹ mang đến viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm việc gửi đạn uranium nghèo sử dụng cho các xe tăng Abrams và có thể là cung cấp thêm bom chùm. Và Ukraine sẽ nhận được đợt tiếp tế này ngay trong tháng 9. Vậy nên có thể sắp tới, chúng ta sẽ được nhìn thấy sự xuất hiện của Abrams tại tiền tuyến. Trong khi những chiếc Challenger của Anh với đạn uranium nghèo thì đã được triển khai từ trước, tuy nhiên, chúng vẫn chưa vượt qua được thử thách đầu tiên của mình. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu Abrams của Mỹ có thể làm được điều mà Challenger không làm được hay không. Tiếp theo, hôm nay chúng ta có thêm tin tức rất thú vị, chính là ngày 7 tháng 9 là ngày thành lập của lực lượng tình báo Ukraine. Và lãnh đạo Kirilo Budanov đã được thăng hàm trung tướng. Ông ta là người điều hành các hoạt động tình báo và phụ trách rất nhiều vụ tấn công vào Nga. Có thể kể đến như các vụ đánh phá cầu Crimea, Saint Petersburg hay ám sát các nhân vật Nga. Nên mình nghĩ trong hôm nay, ông ta sẽ cố gắng tặng cho Nga một vài món quà và chúng ta sẽ cùng chờ đợi các hành động tiếp theo của lực lượng này. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tới với tình hình chiến sự. Đầu tiên là ở khu vực Nam Odessa. Trong hôm qua, Nga đã triển khai hàng loạt các hoạt động tấn công bằng lực lượng máy bay không người lái để nhắm vào các cơ sở hạ tầng cũng như khu vực cảng ở phía nam này. Quân đội Nga đã tập kích vào Izmail, Kilia và Reni. Mục tiêu của Nga trong đợt tấn công này là nhắm vào các vị trí mà Ukraine đang tích trữ vũ khí cũng như các đơn vị mặt nước không người lái của Hải quân Ukraine. Đây cũng chính là lực lượng mà Ukraine dùng để tấn công vào các mục tiêu ở Crimea và trên Biển Đen. Và theo logic thông thường thì có thể nó liên quan tới ngày thành lập cơ quan tình báo Ukraine. Và như một động thái ngăn chặn các hành động tấn công của cơ quan này vào khu vực bán đảo Crimea và Biển Đen nhân ngày kỷ niệm. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng chuyển tiếp tới các mặt trận trên bộ. Hiện tại, quân đội Nga đã có một chút động tĩnh tại khu vực Kamjanske. Trong ngày hôm qua, họ đã liên tục đánh bom nhắm vào khu định cư này. Và như bạn có thể thấy, khu vực này gần như đã bị hủy hoại hoàn toàn, giống như với Robotyne. Đây có thể là các cuộc tấn công đến từ lực lượng máy bay không người lái để chuẩn bị cho những đợt tấn công tiếp theo của lực lượng Nga về phía Bắc. Nhưng tất nhiên, Nga có thể làm được điều này, nhưng chỉ khi họ có đủ nhân lực và họ thành công cắt đứt các tuyến đường tiếp tế dẫn đến đây từ Orykhiv. Giờ chúng ta sẽ di chuyển đến Robotyne và Vebove. Quân đội Nga đã báo cáo rằng, trong đêm hôm qua, Ukraine đã tổ chức một vài đợt tấn công hướng về phía Vebove, nhưng toàn bộ các đợt tấn công đều đã bị đẩy lùi. Chúng ta cũng có một vài thông tin xác định vị trí rất quan trọng. Video này được đăng tải bởi Ukraine, và trong video, ta có thể thấy Nga đang đưa các quân tiếp viện của họ đến tuyến đường rừng, nhưng sau đó, lực lượng Ukraine đã phát hiện và bắt đầu tấn công hỏa lực vào. Điều này cũng cho ta biết, khu vực nằm ở phía bắc Vebove vẫn nằm trong tầm kiểm soát của quân đội Nga. Dịch một chút về phía Tây là video Nga đánh bom vào các vị trí của Ukraine, chứng tỏ Ukraine cũng đang kiểm soát được khu vực này cùng với một vài đường rừng, và họ đang tiến gần hơn về Vebove. Theo như mình hiểu, thì kế hoạch của Ukraine hiện giờ đang là cố gắng chiếm lấy các cánh đồng nằm giữa khu vực Novopokrovka và Novofedorivka, rồi dần dần tạo lên áp lực đẩy về phía Vebove từ hướng Bắc. Còn về phía Nam thì chúng ta vẫn chưa nhận được thông tin gì về các đợt tấn công của họ. Một video khác chúng ta có về việc Nga đã phá hủy một chiếc xe tăng của Ukraine bằng đạn pháo dẫn đường Krasnopol. Như vậy có thể thấy đây là một loại vũ khí rất hiệu quả. Nhưng thông tin quan trọng nhất mà video này đem lại chính là trong ngày hôm qua, Ukraine đã tập trung được một lượng lớn xe tăng của họ tại khu vực này. Nếu như chúng ta tăng số ngày lên, ta có thể thấy rằng cũng tại địa điểm này, Nga đã phá hủy được một chiếc Challenger. Và giờ thì chúng ta đang thấy thêm các xe tăng xuất hiện. Và câu hỏi ở đây chính là lực lượng máy bay không người lái của Nga đang ở đâu? Và tại sao họ lại không tấn công trong khi Ukraine đang tích trữ quân lực? Do đó, có thể thấy là Nga cũng đang gặp một vài vấn đề trong việc ngăn chặn Ukraine tiếp tục các đợt tấn công của họ để đẩy sâu về hướng Nam. Hoặc là người Nga đang cố tình để Ukraine tập trung lực lượng ở đây. Trong khi đó, Nga tiếp tục đánh bom, nã pháo nhằm phá hủy toàn bộ khu vực Robotyne, ngăn không cho Ukraine mở rộng vùng chiếm lược của họ tại đây. Quân đội Nga rõ ràng hiểu được tầm quan trọng của vị trí này và họ đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng Ukraine sẽ không thể triển khai thêm bất kỳ một đợt tấn công nào về hướng Nam hoặc về khu vực Kopani. Chuyển tiếp sang phía Nam Donetsk, chúng ta vẫn chưa nhận được thêm các tin tức gì từ vùng chiến sự tại phần đầu cầu Vremevsky.
Thông tin duy nhất mà chúng ta biết được đăng tải bởi các nguồn tin Nga rằng quân Ukraine đã thành công tấn công vào Novodonetsk và họ đang chiếm được một phần khu vực định cư này. Nhưng cho đến nay, chưa có cập nhật về khu vực nào mới thực sự là khu vực mà Ukraine đang kiểm soát. Chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu Ukraine có thể gặt hái được thành công ngay trong ngày hôm nay hay không. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển tiếp tới khu vực Klitschka, mặt trận Bakhmut. Thì hiện tại, chúng ta đang chưa nhận được bất kỳ một cập nhật nào ngoài một video với nội dung các đợt phản công của lực lượng Ukraine. Nếu các bạn còn nhớ, thì khu vực này chính là nơi mà Nga bắt được các tù binh Ukraine trong một video đã đăng tải vài ngày trước. Và quân Ukraine hiện đang tổ chức các đợt phản công nhằm chiếm lại cao điểm này. Họ đã triển khai lực lượng bộ binh của mình tại khu vực lân cận, căng cánh rừng và chúng ta sẽ cùng chờ xem liệu trong ngày hôm nay họ có thể đạt được mục đích. Tiếp theo, chúng ta có một video khá đáng chú ý ở vùng lân cận Mironivskyi mà mình muốn thảo luận cùng các bạn. Nếu bạn còn nhớ, thì những ngày qua, mình đã nói rất nhiều đến việc Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS của họ một cách không hiệu quả. Đây là ví dụ đầu tiên, họ sử dụng một quả tên lửa HIMARS để phá hủy một hệ thống pháo phản lực RAD. Ví dụ thứ hai, họ cũng dùng loại tên lửa đắt tiền trên để phá hủy một chiếc lựu pháo. Đây không phải là một cách sử dụng tối ưu về mặt tài chính. Những người ủng hộ Ukraine có thể nói rằng, miễn là phá hủy được khí tài của Nga, thì Ukraine sẽ dùng mọi cách. Nhưng bởi chi phí để sản xuất ra một quả tên lửa trên là rất đắt. Và câu hỏi ở đây sẽ là, liệu Mỹ có thể viện trợ mãi cho Ukraine nếu họ tiếp tục sử dụng chúng một cách phung phí, nhắm vào những hệ thống pháo binh rẻ tiền hay những chiếc xe thông thường của Nga hay không? Là một câu hỏi rất thực tế. Cuối cùng, chúng ta có các tin tức về việc Ukraine tập kích vào Nga. Trong đêm hôm qua, Ukraine đã thử triển khai các đợt tấn công ở Rostov-on-Don bằng lực lượng máy bay không người lái của họ. Họ đang nhắm vào trụ sở quân khu phía nam của Nga, nơi được cho là đại bản doanh của các chỉ huy chiến dịch Ukraine, chịu trách nhiệm cho các hoạt động quân sự đặc biệt trong chiến dịch lần này của Nga. Tuy nhiên, các UAV của Ukraine đã bị phát hiện và tiêu diệt, trong đó có một chiếc máy bay đã rơi xuống gần trụ sở này, gây ra một vụ nổ. Tiếp theo, Ukraine cũng đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố cảng Berdyansk của tỉnh Zaporizhia. Theo đó, vào khoảng 0 giờ Moscow, 4 giờ theo giờ Việt Nam, sáng ngày 8 tháng 9, hệ thống phòng không Nga đã khai hỏa ở Berdyansk. Theo thông tin sơ bộ từ các cơ quan tác chiến, tất cả các mục tiêu trên không đều bị bắn trúng, không có thương vong hay thiệt hại. Thông tin đang được làm rõ. Như vậy, chúng ta có thể thấy, đây có thể chính là những kế hoạch mà Ukraine đã triển khai nhân dịp ngày thành lập lực lượng tình báo của họ. Trên đây là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.